Dạ bạn nha, hôm nay mình mới mua cái cầu tượng cho bé nha các bạn. Giờ mình cùng với ba cha con mình mở và review cái cầu tượng này nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ lật hai cái thanh trắng này lên. Mình sẽ lắp cái cầu hang lên trước nha các bạn. Cầu hang thì mình sẽ lắp vô cái ô vuông nha, cái ô vuông. Đó, lắp như thế này. Thì cái hình phát nhạc á, phát nhạc mình để ra ngoài. Cái chỗ này là mình để cái con gấu phát nhạc nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ốc vô nha các bạn. Lắp chắn ốc vô như này. Rồi bây giờ mình sẽ gắp cái cầu tượng và cái thanh trắng bên nha. Thanh trắng bên thì mình sẽ để bên tông nha các bạn. Rồi mình sẽ để vô. Đó. Lộn bên rồi. Tương tự với bên đây cũng vậy nha các bạn. Thanh trắng ở ngoài á vô đây. Rồi nha, đây các bạn. Nè cái thanh trắng nè mình để xe ở ngoài nè. Cái mình gắn cái miếng dán tược rồi vô đây. Đó, tương tự ở bên đây cũng vậy luôn nha. Bên đây cũng vậy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn ốc vô. Đây là con ốc nè. Gắn vô những cái này nha các bạn. Đây các bạn. Với những con ốc này nè, mình sẽ dùng cái muỗng nha. Cái muỗng mình sẽ dặn nha. Đây này cái răng nè, mình dặn. Dặn theo cái khớp răng đó các bạn. Đó, tương tự với con ốc này lại. Đó, còn trong đây thì mình sẽ bắt con ốc này. Ốc này, ốc bự này. Rồi, bên này thì mình sẽ dặn con ốc này. Đây, đối với những cái dây ốc này, mình sẽ dặn ốc này. Đây là cầu tượng robot Go Mini nha các bạn, cầu tượng robot. Hình robot nha. Để robot. Cái này thích hợp cho những bé từ 1 tuổi đến 2 tuổi chứ, 2 tuổi tới lên, 2 tuổi tới 5 tuổi. Rồi giờ mình đã lắp thành công cái cầu tượng cho bé nha các bạn. Rồi đây bên đây mình sẽ có cái bóng gỗ nha. Đây là cầu tượng robot nha các bạn. Đây cái bông gỗ nè, nó cho mình cái đá banh nhựa nè, anh hơi nè các bạn. Đó, cho bé bỏ qua. Đây nè, cái cầu hang nữa nè. Cầu hang nó có cái nhám nè, sống tơn tợt. Ở đây có cái phim phát nhạc nữa nè các bạn. Cái con gấu phát nhạc. Đó. Cầu tượng robot. Mấy này mình lắp mấy ngóc.